lửa trang trí rất là dễ thương cho đôi dép của mình. Đầu tiên là mình dùng cái giấy thủ công màu vàng, mình gấp đôi tờ giấy của mình lại. Sau đó mình sẽ dùng bút chì, mình vẽ tạo hình cái ngọn lửa trên cái phần giấy màu vàng này. Một ngọn lửa để tự nhiên thì nó cần phải có những cái đường cong nhọn hướng lên trên như thế này. Sau khi vẽ được hình ngọn lửa trên tờ giấy màu vàng thì mình sẽ cắt cái hình ngọn lửa của mình ra. Ngọn lửa của mình sẽ được tạo thành từ ba cái màu giấy, đó là màu vàng, màu cam và màu đỏ. Sau khi cắt được cái hình ngọn lửa trên tờ giấy màu vàng thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt hình cái ngọn lửa trên tờ giấy màu cam. Ngọn lửa ở trên tờ giấy màu cam thì mình sẽ vẽ cho nó có cái hình dạng nhỏ hơn cái lửa trên tờ giấy màu vàng. Tại vì đây là cái phần ngọn lửa khi mà nó cháy thì cái ánh lửa ở phía bên ngoài bao giờ cũng sẽ nhạt hơn cái ánh lửa chính giữa. Mình tạo hình cái ngọn lửa với ba cái màu giấy như vậy thì nhìn cái hình ngọn lửa của mình nó sẽ chân thực hơn. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ tạo hình cái ngọn lửa ở trên tờ giấy màu đỏ. Ngọn lửa trên cái hình giấy màu đỏ này, mình sẽ tạo hình cho nó có kích thước nhỏ nhất.